Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Xuân Trang, giáo viên của trường trung học cơ sở thị trấn Bến Lức. Hôm nay rất hân hạnh khi được đồng hành cùng các em với một chủ đề của chương trình lịch sử lớp 8, đó là châu Á từ thế kỷ thứ 18 đến đầu thế kỷ thứ 20. Châu Á là một châu lục có diện tích rộng lớn nhất trên thế giới, chiếm đến 29,4% tổng diện tích lục địa và phần lớn diện tích của châu Á thì nằm ở nửa cầu Bắc. Châu Á là châu lục đã xuất phát ra 3 trong số 4 nền văn minh đầu tiên của nhân loại. Và trong cái thời gian chúng ta đang tìm hiểu này, ở châu Á ở thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ thứ 20, cô sẽ giới thiệu chúng ta qua 3 cái nội dung. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về bối cảnh lịch sử của châu Á ở giai đoạn này. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á ở thế kỷ 18 đầu thế kỷ 20. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về Nhật Bản ở giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ thứ 20. Trước tiên chúng ta sẽ nắm về bối cảnh lịch sử. Xét về tình hình thế giới ở giai đoạn này, thì chúng ta thấy rằng với châu Á thì ngay từ thế kỷ thứ 16, các nước châu Âu họ đã tìm cách xâm nhập vào châu lục này. Và đến giữa thế kỷ thứ 19, khi các nước châu Âu họ đã hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp, tăng nhanh cái nhu cầu về thị trường và nguồn nguyên liệu, thì các nước này lại đẩy mạnh cái chính sách xâm lược đối với lại châu Á. Với các nước châu Á thì chế độ phong kiến ở đây đang suy yếu và mục nát. Điều đó nó đặt các nước châu Á trước hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất, đó là tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát để rồi trở thành cái miếng mồi ngon cho các nước đế quốc. Và thứ hai là cải cách, đổi mới đất nước để đổi lấy một cái hy vọng có thể thoát khỏi thân phận là nước thuộc địa của các nước đế quốc thực dân. Và trước hai cái sự lựa chọn như thế thì hầu hết các nước ở châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc hay là Đông Nam Á trừ Thái Lan họ đã lựa chọn con đường thứ nhất. Và lựa chọn đổi mới đất nước, cải cách, thay đổi tình hình thì chỉ có Nhật Bản và Thái Lan. Tuy nhiên trong chủ đề này tôi chỉ giới thiệu cho chúng ta về Nhật Bản. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á ở thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ thứ 20. Thì đây là quá trình mà các nước này, các nước và khu vực này họ bị xâm lược bởi chủ nghĩa thực dân. Thì đối với lại đất nước Ấn Độ thì chúng ta biết rằng châu Âu họ luôn xem Ấn Độ như là một cái nơi có rất nhiều vàng bạc và nguyên liệu. Vì vậy ngay từ thế kỷ 15 bằng những cuộc phát kiến địa lý, các nước ở phương Tây họ đã tìm cái con đường trên biển để đến với đất nước Ấn Độ. Trung Quốc cũng là một cái nền văn minh từ rất là xa xưa, có nguồn gốc từ rất xa xưa, cho nên cũng đã từ rất sớm bị các nước thực dân phương Tây chú ý. Và riêng với khu vực Đông Nam Á thì khu vực này có một vị trí địa lý vô cùng quan trọng, được xem là ngã ba giao thông Âu Á, đồng thời thì cũng là một khu vực rất dồi dào tài nguyên. Từ những cái yếu tố như thế cho nên các quốc gia và khu vực này đã từ rất sớm bị thực dân phương Tây đẩy mạnh cái chính sách xâm lược. Chúng ta có thể theo dõi. Ở thế kỷ thứ 18 thì Ấn Độ là nơi tranh chấp giữa Anh và Pháp. Cuối cùng Anh đã hất cản Pháp và độc chiếm Ấn Độ. Sau năm 1842, tức là sau cuộc chiến tranh thuốc viện giữa Trung Quốc với Anh, thì Trung Quốc cũng đã bị thực dân phương Tây đua nhau xâu xé. Các nước đế quốc xem Trung Quốc giống như là một cái bánh ngọt, và mỗi nước đã tranh nhau cái phần ngon lành nhất trong cái bánh này. Cụ thể, Đức đã xâm chiếm tỉnh Sơn Đông, Anh chiếm vùng châu Thổ sông Dương Tử, Pháp thôn tính vùng Vân Nam và Nga, Nhật đã chiếm đóng vùng Đông Bắc của Trung Quốc. Cũng lý giải thêm rằng không bất kỳ một nước đế quốc nào đủ khả năng để có thể giành lấy toàn bộ đất nước Trung Quốc, bởi vì đây là một quốc gia vừa đông dân vừa rộng lớn, cho nên là mỗi nước đã chia lấy cho nhau những cái phần ngon lành nhất trong quốc gia này. Sang đến nửa sau thế kỷ thứ 19 thì các quốc gia ở Đông Nam Á cũng đã lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào thực dân phương Tây, chỉ trừ có Thái Lan. Anh đã chiếm lấy Mã Lai, Miến Điện. Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Campuchia, còn có gọi thể gọi là ba nước Đông Dương. Tây Ban Nha rồi Mỹ thì chiếm lấy Philippines, Hà Lan và Bồ Đào Nha thì chia nhau Indonesia.
Như vậy tính đến nửa sau thế kỷ thứ 19 thì hầu hết các nước ở Ấn Độ, Trung Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á họ đã trở thành thuộc địa và phụ thuộc vào thực dân phương Tây. Sau khi hoàn tất cái quá trình xâm lược thì thực dân phương Tây bắt đầu thực hiện cái áp đặt cái chính sách cai trị của mình ở các quốc gia này. Chúng ta có thể theo dõi bảng thống kê về giá trị xuất khẩu lương thực và số người chết đói ở Ấn Độ từ năm 1825 đến năm 1901. Như vậy chúng ta thấy rằng từ 1825 đến năm 1901 về giá trị xuất khẩu lương thực của đất nước Ấn Độ ngày càng tăng. Từ năm 1840 là 858.000 livre, đây là đồng tiền của nước Anh vào giai đoạn đó các em. Thì đến năm 1901 thì số tiền đó, số giá trị xuất khẩu lương thực thực phẩm đó nó đã tăng lên đến 9.900.000 livre. Như vậy chúng ta thấy rất rõ rằng giá trị xuất khẩu lương thực ngày càng tăng và cái số lợi nhuận đó nó sẽ đổ vào túi của cái thực dân đang thống trị ở Ấn Độ, đó là thực dân Anh. Trong khi đó chúng ta thấy rằng số người chết đói của Ấn Độ trong khoảng thời gian đó cũng tăng rất nhanh. Ở mốc thời gian 1825 đến năm 1850, số người chết đói là 400.000 người. Thì đến năm 1900, số lượng đó là 15 triệu người. Như vậy chúng ta thấy rất rõ rằng cái chính sách cai trị của thực dân phương Tây đó là áp đặt, áp bức và bóc lột. Bóc lột để làm giàu cho mình, bóc lột để bỏ túi và không cần quan tâm đến số phận của những cái người dân ở các quốc gia thuộc địa mà mình đang cai trị. Vậy nên tổng hợp lại về chính sách cai trị không chỉ riêng ở Ấn Độ mà ở cả Trung Quốc và các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, đó là cái chính sách vơ vét, bóc lột, đàn áp các phong trào đấu tranh và đặc biệt đó là chia rẽ giữa những người theo tôn giáo này với người theo tôn giáo khác, chia rẽ về dân tộc để dễ bề cai trị, gọi là chính sách chia để trị. Và như vậy chúng ta thấy rằng có áp bức bóc lột, có đàn áp thì tất yếu sẽ có đấu tranh. Phong trào đấu tranh của nhân dân ở Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã diễn ra sôi nổi ngay từ khi thực dân vừa nổ súng xâm lược các quốc gia này. Cuộc kháng chiến đã diễn ra, rồi sau đó thì là những cái cuộc khởi nghĩa khi mà các nước phương Tây mà đã đặt cái ách cai trị của họ trên các quốc gia này. Chúng ta sẽ theo dõi đầu tiên đó là phong trào đấu tranh ở Ấn Độ. Như vậy chúng ta thấy rằng ở Ấn Độ có 3 phong trào đấu tranh tiêu biểu trong khoảng thời gian chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất đó là cuộc khởi nghĩa Sipay. Sipay là tên gọi của những người lính Ấn Độ đánh thuê trong lực lượng quân đội của thực dân Anh. Cuộc khởi nghĩa Sipay bùng nổ khi mà binh lính Sipay họ bất mãn vì chính sách của bọn tướng lĩnh của Anh, đó là đàn áp những người lính Sipay có tư tưởng chống Anh. Vậy nên phong trào đấu tranh đã bùng nổ từ năm 1857 dưới hình thức của cuộc khởi nghĩa vũ trang và thất bại vào năm 1859. Mặc dù vậy thì khởi nghĩa Sipay nó cũng đã tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ, đồng thời thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh. Thứ hai, chúng ta sẽ đề cập đến hoạt động của Đảng Quốc Đại. Thì Đảng Quốc Đại là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ. Về hình thức đấu tranh thì chủ yếu họ đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa và dựa vào thực dân Anh để cải cách đất nước. Tuy nhiên thì có một bộ phận trong Đảng Quốc Đại gọi là phái cấp tiến, đứng đầu là Tilak, thì họ có tư tưởng kiên quyết chống Anh. Chính vì vậy cho nên là thực dân Anh đã bắt giam Tilak vào năm 1908. Hành động này đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh mới ở đất nước Ấn Độ, đó là cuộc khởi nghĩa Bombay vào tháng 7 năm 1908. Đây là phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Ấn Độ. Và hình thức đấu tranh chính của phong trào này là phải công chính trị. Dù thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa Bombay đã đặt cơ sở cho những thắng lợi về sau trong phong trào đấu tranh của đất nước này. Chuyển sang với quốc gia thứ hai đó là Trung Quốc. Thì với Trung Quốc chúng ta thấy rằng phong trào đấu tranh cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 cũng đã diễn ra sôi nổi. Từ năm 1851 đến năm 1864, ở Trung Quốc có phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc. Sang năm 1898, Trung Quốc diễn ra một cuộc vận động duy tân, đó là vận động để cải cách và đổi mới đất nước Trung Quốc. Tuy nhiên cuộc vận động này của một số nhà nho tiến bộ ở Trung Quốc đã thất bại
là do cái sự bảo thủ của triều đình Mãn Thanh, đứng đầu là Từ Hy Thái Hậu. Đến từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ thứ 20 thì ở Trung Quốc có phong trào nông dân Nghĩa Hòa Đoàn, một phong trào đấu tranh sôi nổi, mạnh mẽ và lan rộng. Cuối cùng thì phong trào này cũng đã thất bại do sự phản bội của chính quyền Mãn Thanh cộng với sự đàn áp của liên quân 8 nước đế quốc. Sau năm 1911 có phong trào cách mạng Tân Hội, và đây là phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất của Trung Quốc vào thời điểm chúng ta tìm hiểu, cuộc cách mạng Tân Hội. Nhắc về cuộc cách mạng Tân Hội vào năm 1911 tại đất nước Trung Quốc thì chúng ta sẽ nhắc về một nhân vật, đó là Tôn Trung Sơn, và một tổ chức do Tôn Trung Sơn lập nên, đó là Trung Quốc Đồng Minh Hội tháng 8 năm 1905. Thì Trung Quốc Đồng Minh Hội là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc Trung Quốc vào giai đoạn này, và người sáng lập Trung Quốc Đồng Minh Hội, Tôn Trung Sơn, là một người có tư tưởng cực kỳ cấp tiến, trong đó nổi tiếng nhất chính là học thuyết tam dân của ông: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, đó là học thuyết tam dân. Và chúng ta nhớ lại về quốc hiệu tiêu ngữ của Việt Nam chúng ta: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thì dòng chữ độc lập, tự do, hạnh phúc nó bắt nguồn chính là từ việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp nhận cái tư tưởng tam dân của Tôn Trung Sơn. Về tổ chức Trung Quốc Đồng Minh Hội, thì khi thành lập tổ chức này, mục tiêu của nó là đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, tức là đánh đổ phong kiến và thành lập nước Cộng Hòa. Thì dù có điểm tiến bộ, nhưng mà chúng ta thấy rất rõ rằng trong mục tiêu đấu tranh của Trung Quốc Đồng Minh Hội không đề cập đến việc đánh đổ đế quốc. Đây là điểm còn hạn chế của tổ chức này. Xét về cuộc cách mạng Tân Hội vào năm 1911, thì nguyên nhân của nó là vào ngày 9 tháng 5 năm 1911, chính quyền Mãn Thanh đã ra một sắc lệnh là quốc hữu hóa đường sắt. Trên thực tế là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc và trực tiếp đụng chạm đến quyền lợi của giai cấp tư sản dân tộc Trung Quốc. Chính vì vậy cho nên Trung Quốc đại diện cho giai cấp tư sản Trung Quốc lúc bấy giờ, đó là tổ chức Trung Quốc Đồng Minh Hội, họ đã đứng dậy để đấu tranh. Cuộc đấu tranh diễn ra từ ngày 10 tháng 10 năm 1911 tại Vũ Xương. Phong trào đấu tranh nhanh chóng lan rộng. Lúc bấy giờ, chính quyền Mãn Thanh chỉ còn giữ lại được một số tỉnh miền Bắc, rồi sau đó thì bị tiêu diệt hoàn toàn. Kết quả, ngày 29 tháng 12 năm 1911, chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc và Tôn Trung Sơn được bầu lên làm tổng thống. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, Tôn Trung Sơn lại thương lượng với Viên Thế Khải là một quan đại thần của nhà Thanh, và đồng ý nhường cho ông ta lên làm tổng thống vào tháng 2 năm 1912, và cuộc cách mạng Tân Hội kết thúc. Như vậy, cuộc cách mạng Tân Hội có ý nghĩa như thế nào với đất nước Trung Quốc? Cuộc cách mạng này nó có những điểm tích cực của nó, đó là nó là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản, và đồng thời thì nó tạo điều kiện phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc, có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên nó vẫn còn điểm hạn chế, đó là nó chưa nêu được vấn đề đánh đuổi đế quốc, cũng như là không tích cực chống phong kiến thể hiện bằng sự thỏa hiệp giữa Tôn Trung Sơn và Viên Thế Khải, cũng như là chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. Như vậy thì đó là những điểm còn hạn chế của cuộc cách mạng Tân Hội, và chúng ta sẽ tìm hiểu sang một cái phong trào đấu tranh khác, đó là phong trào đấu tranh ở các nước Đông Nam Á. Đối với các nước Đông Nam Á thì chúng ta thấy rằng phong trào đấu tranh nó diễn ra rộng khắp. Tuy nhiên chúng ta sẽ theo dõi thêm những cái diễn biến chính của phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á bằng nội dung sách giáo khoa. Lý do là vì nội dung này thì những cái phong trào tiêu biểu theo yêu cầu của Bộ Giáo dục thì chúng ta sẽ được tinh giản đi. Và cô chỉ giới thiệu cho chúng ta trong nội dung này, đó là những cái nét tổng hợp lại trong phong trào đấu tranh của các nước Đông Nam Á. Thứ nhất, về hình thức đấu tranh thì có nhiều hình thức đấu tranh đã diễn ra, tuy nhiên chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang. Về quy mô của các phong trào thì phong trào đấu tranh diễn ra liên tục rộng khắp, nhưng chúng ta thấy rằng phong trào nó vẫn còn lẻ tẻ và thiếu tính thống nhất. Chính vì vậy hầu hết các phong trào đấu tranh đã thất bại.
Nguyên nhân thất bại đó là do lực lượng của kẻ thù còn rất mạnh. Chính quyền phong kiến lại đầu hàng và làm tay sai cho đế quốc. Các phong trào đấu tranh cũng còn thiếu tính thống nhất và chưa có được một đường lối đúng đắn. Như vậy, khi chúng ta điểm qua về phong trào đấu tranh của nhân dân ở Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, thì chúng ta có thể nhận thấy một cái kết quả chung, đó là chưa đánh đuổi được đế quốc thực dân. Chúng ta sang với một cái quốc gia tiếp theo, là một cái quốc gia mà chúng ta thấy rằng có một cái sự lựa chọn đặc biệt hơn so với các nước khác ở châu Á, đó là Nhật Bản. Nhật Bản ở giữa thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20, thì bước vào khoảng giữa thế kỷ 19, chế độ phong kiến ở Nhật Bản lúc bấy giờ suy yếu. Tuy nhiên, thì bây giờ diễn ra một cái cuộc đổi mới canh tân đất nước như chúng ta đã nói lúc nãy, thì đó là cuộc duy tân minh trị. Minh trị là vị vua của Nhật Bản, là Thiên Hoàng Minh Trị. Sau khi lên ngôi vua ở cái độ tuổi còn rất trẻ, thì Thiên Hoàng Minh Trị đã mạnh dạn tiến hành hàng loạt những cải cách tiến bộ vào tháng 1 năm 1868. Chúng ta theo dõi những cái nội dung của duy tân minh trị. Những cái lĩnh vực cải cách của Thiên Hoàng Minh Trị là bao gồm cả về kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục và quân sự. Trong kinh tế thì chú trọng nhất đó là phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, thống nhất thị trường tiền tệ và xây dựng các cơ sở hạ tầng. Về chính trị xã hội thì xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản, ban hành hiến pháp năm 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Về giáo dục, Minh Trị đã chú trọng vào cái chính sách giáo dục bắt buộc và đặc biệt đó là đưa cái nội dung khoa học kỹ thuật vào trong chương trình giảng dạy, cử học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây. Về quân sự thì cũng chú trọng việc tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây. Như vậy tiến hành những cái cải cách về mặt kinh tế, về mặt chính trị, xã hội, về giáo dục, về quân sự, đặc biệt đó là đẩy mạnh cái yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa trong đất nước Nhật Bản, thì nó đã tạo ra một cái kết quả, một cái hiệu quả vô cùng lớn. Chúng ta thấy rằng đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ thứ 20, Nhật Bản đã trở thành một nước tư bản công nghiệp. Chúng ta có thể theo dõi hình số 2, đây là lễ khánh thành một đoàn tàu ở Nhật Bản. Chúng ta sẽ nhìn bối cảnh trước, thì chúng ta thấy rằng thứ nhất, những người họ tham dự cái lễ khánh thành này, về cái cách ăn mặc của họ, chúng ta thấy rằng nó tiệm cận với cách ăn mặc, cái lối ăn mặc của người phương Tây vào giai đoạn đó. Cả về những cái ngôi nhà, những cái kiến trúc xung quanh của cái lễ khánh thành này, chúng ta cũng thấy rằng nó mang hơi hướng kiến trúc của phương Tây. Chúng ta nhìn vào trung tâm của bức hình, đó là hình ảnh một cái đoàn tàu ở Nhật Bản. Điều này cho thấy rằng cái phương tiện giao thông có sử dụng máy móc nó đã du nhập vào Nhật Bản ở giai đoạn này. Điều đó chứng tỏ rằng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở giai đoạn này của Nhật Bản đã có bước phát triển rất mạnh. Và không chỉ như thế, bước sang những cái giai đoạn tiếp theo, giống như các nước phương Tây, Nhật Bản từ một nước tư bản công nghiệp đã chuyển mình sang chủ nghĩa đế quốc với đầy đủ những cái đặc trưng của các quốc gia khi mà chuyển sang chủ nghĩa đế quốc như là Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Về mặt kinh tế, tại Nhật Bản lúc bấy giờ đã có sự ra đời của các công ty độc quyền, cụ thể như là Mitsui hay là Mitsubishi, lũng đoạn nền kinh tế và chính trị của Nhật Bản. Chúng ta ví dụ như công ty Mitsui. Thì chúng ta thấy rằng một phóng viên khi đến với đất nước Nhật Bản, họ đã ghi lại như thế này. Anh có thể đi đến Nhật Bản trên chiếc tàu thủy của hãng Mitsui, tàu chạy bằng than đá của Mitsui, cặp bến của Mitsui, sau đó đi đến tàu điện của Mitsui đóng, đọc sách do Mitsui xuất bản dưới ánh sáng bóng đèn điện do Mitsui chế tạo. Như vậy từ cái đoạn này để chúng ta hiểu, chúng ta hình dung được về cái sự bao trùm, cái sự xuất hiện dày đặc của Mitsui trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. Và điều đó cho thấy rằng cái công ty này sẽ chi phối toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản. Xét về mặt chính sách đối ngoại thì Nhật Bản cũng giống như các nước phương Tây khi họ chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, đó là thi hành cái chính sách xâm lược, hiếu chiến. Nhật đã gây ra chiến tranh Nga-Nhật, gây chiến tranh với Trung Quốc, cuộc chiến Trung-Nhật, và chiếm được một số vùng đất ở Trung Quốc
như là Liêu Đông, Lữ Thuận, Sơn Đông và chiếm bán đảo Triều Tiên. Vì cái chính sách xâm lược hiếu chiến như thế, cho nên khi chúng ta nhận định về đặc điểm của đế quốc Nhật thì đây là một cái đế quốc phong kiến quân Việt. Như vậy chúng ta thấy rằng với những cái sự lựa chọn khác nhau thì đã tạo nên những cái kết quả khác nhau ở các nước châu Á vào giai đoạn này. Như vậy chúng ta sẽ xem lại, chúng ta sẽ hình dung lại về những nội dung chúng ta vừa tìm hiểu. Như vậy với hai cái sự lựa chọn chúng ta để đề cập đến ở cái phần bối cảnh lịch sử, thì bây giờ chúng ta sẽ điền tiếp vào cái sơ đồ này giúp cô cái kết quả của các quốc gia này khi lựa chọn, khi có những cái sự lựa chọn khác nhau. Như là sự lựa chọn thứ nhất, duy trì chế độ phong kiến một nét. Hầu hết các nước châu Á đã lựa chọn cái con đường này, và kết quả của các quốc gia đó thì như thế nào? Chúng ta sẽ thấy rất rõ. Kết quả đó là trở thành thuộc địa, nửa thuộc địa. Và thứ hai, lựa chọn cái con đường cải cách đổi mới đất nước thì có Nhật Bản. Và cái kết quả cuối cùng đó là Nhật Bản đã vươn lên trở thành một nước tư bản công nghiệp. Thứ hai, chúng ta nhìn nhận về cái công cuộc đổi mới của đất nước Nhật Bản. Như vậy sau khi Tân Minh Trị thì Nhật Bản đã trở thành một nước tư bản công nghiệp. Vậy nên chúng ta sẽ xét về tính chất của cuộc khi Tân Minh Trị. Thì theo các em, khi Tân Minh Trị là cuộc cách mạng công nghiệp, B, cuộc cách mạng tư sản, C, chiến tranh giải phóng dân tộc, hay D, đó là một cuộc nội chiến. Thì như vậy chúng ta thấy rằng sau khi tiến hành duy tân minh trị thì thứ nhất là quý tộc tư sản và nắm chính quyền. Thứ hai, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở đất nước Ấn Độ, đất nước Nhật Bản. Thì cuộc cách mạng này hay là cuộc duy tân này nó giữ vai trò là cách mạng tư sản. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta về và chúng ta tìm hiểu thêm với cô về các phong trào đấu tranh ở Việt Nam trong giai đoạn giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, bao gồm như là phong trào Cần Vương hoặc là cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế. Và chúng ta sẽ đón xem thêm những cái chủ đề tiếp theo của chương trình lịch sử 8. Vậy là chúng ta đã hoàn tất nội dung bài học của ngày hôm nay rồi đó các em. Hy vọng rằng chúng ta đã có được một giờ học bổ ích. Cảm ơn các em đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.